Mến chào quý bà con, video ngày hôm nay chúng tôi sẽ được hướng dẫn bà con cách lựa chọn cây giống chanh không hạt đạt chuẩn chất lượng. Vậy thế nào là một cây giống chanh không hạt đạt chuẩn chất lượng? Cây giống đạt chuẩn chất lượng phải đảm bảo các yêu cầu sau đây. Về mặt kỹ thuật, yêu cầu đầu tiên là mua đúng giống. Cây chanh không hạt chúng ta phải mua đúng giống thì về trồng nó mới ra cây chanh không hạt, chứ bà con mua chanh tàu, chanh giấy, chanh núng về trồng thì coi như không đạt yêu cầu. Đối với chanh không hạt, bà con có thể nhận diện nhanh chóng bằng cách quan sát lá, trái, hoa và thân cây. Có thể bà con chưa biết, chanh không hạt gai mọc nhỏ và mọc ngay nách lá, trái hơi dài, có núm ở đá trái, và đặc biệt là khi cắt trái chanh ra, chanh không hạt không có hạt vì chua và hơi thơm. Bà con có thể dựa vào đặc điểm này để chọn mua đúng giống cho mình. Mua cây giống thì cần phải chọn những cơ sở sản xuất giống uy tín và có chất lượng. Giá cây giống thì không phải là vấn đề lớn, trên lệch 2.000, 3.000 không quan trọng. Quan trọng là cơ sở đó có bán giống uy tín hay không. Chớ trồng chanh không hạt tới tháng thứ 6 rồi mà bà con mới phát hiện ra là trồng sai giống phải nhổ bỏ thì đúng là đáng buồn nha bà con. Yêu cầu số 2 đó là, như đã nói, cơ sở cung cấp cây giống phải uy tín và chất lượng. Có nghĩa là cơ sở đó phải có hồ sơ công bố chất lượng, có giấy đăng ký sản xuất kinh doanh đàng hoàng và tuyệt đối không sử dụng giống biến đổi gen hoặc sử dụng cây mẹ bị nhiễm bệnh để làm mắc ghép, bò ghép. Ở đây bà con cần chú ý đến hai bệnh quan trọng, đó là bệnh ghẻ và bệnh chistaza, vì đa số cây giống ở các nơi đều có bệnh này. Bệnh chistaza ở miền Tây thì bà con gọi là bệnh lá quấn. Bà con trồng nó ra bông nhiều nhưng cây không đậu trái, lá cây bị quấn, cây bị khuyết lõm. Còn đối với cây giống bị ghẻ thì sau khi bà con đem về trồng, khi mùa mưa tới, bà con sẽ thấy trên vườn bà con có rất là nhiều ghẻ, trái bị ghẻ, lá bị ghẻ. Nếu bà con phun thuốc thì không diệt được vì vi khuẩn ghẻ có thể tồn tại trong cây qua nhiều năm. Khi gặp điều kiện thuận lợi thì sẽ bộc phát thành dịch. Vì vậy, muốn mua cây giống ở cơ sở nào thì bà con có thể liên hệ với các vườn chanh đã mua cây giống trước đó, thăm vườn của họ và hỏi thăm họ xem để biết tình trạng cây giống của họ sau khi trồng như thế nào trước khi bà con quyết định mua cây giống ở cơ sở đó hay không. Yêu cầu thứ ba là cây giống phải được sản xuất bằng phương pháp ghép bò, mắc ghép. Hiện nay vẫn có một số nhà vườn sử dụng cây chanh để chiết và lấy nhánh chiết để trồng. Qua khảo sát thực tế thì chúng tôi thấy là so với cây giống ghép, sức sống của cây chiết không cao bằng, còn về năng suất thì có thể tương đương. Tuy nhiên chúng tôi vẫn khuyến cáo bà con là nên trồng cây chanh mắc ghép của các cơ sở uy tín, đảm bảo chất lượng. Vâng, và sau đây là những tiêu chí cụ thể để bà con có thể dễ dàng nhận diện ra cây giống chanh không hạt tốt, chất lượng. Thứ nhất là cây giống phải đồng đều, rễ phải phát triển tốt, phân bố đều các hướng. Thứ hai là độ tươi của lá, lá phải xanh đậm, bóng, không có vết sâu bệnh, không có côn trùng chích thúc, lá thẳng, không bị xoăn, bị quấn. Về chiều cao thì có thể tính từ mặt bầu lên khoảng 5 tấc, đường kính gốc ghép đo cách mặt bầu khoảng 1 tấc thì có thể 0,8cm đến 1cm, có nghĩa là gần 1 phân. Đối với đường kính cái cành ghép, tức là cái nhánh mà nó mọc ra từ cái bo ghép á, thì có thể đo từ cái vết cắt 2cm. Nếu đường kính nó khoảng 0,6cm là đạt yêu cầu. Còn số cơi đọt thì có thể từ 1 đến 2 cơi. Số lá tối thiểu để bà con lựa cây giống tốt đó là 14 lá. Số lượng mua thì tùy thuộc vào diện tích mà bà con có thể trồng với số lượng bao nhiêu thì bà con tính toán trên mảnh vườn của mình. Không nên là nghe theo lời của các đại lý, các cơ sở bán giống, vì họ thường sẽ tư vấn cho bà con mật độ trồng dày để họ có thể là bán được nhiều cây giống hơn, và sẽ hứa hẹn cho bà con rất nhiều. Sau khi mà bà con mua giống về, họ có thể tư vấn kỹ thuật đến khi làm trái. Tuy nhiên là cái trường hợp này là ít khi xảy ra, đặc biệt là khi bà con là ở quá xa họ thì chỉ có thể tư vấn về điện thoại thôi, tư vấn trực tiếp thì rất ít. Thì bà con cứ canh vào cái khoảng cách cây trồng của mình là từ 4,5m tới 6m thì sẽ biết được số cây cần phải mua là bao nhiêu, và bà con sẽ mua thêm 5% nữa số cây dự phòng để phòng trường hợp là cây có thể là cây nó bị chết thì bà có thể có cây dự phòng để bà con trồng chậm thêm. Về bảo quản và vận chuyển thì hầu hết các cơ sở cây giống uy tín lớn thì đều có thể hỗ trợ bà con vận chuyển cây giống. Tuy nhiên thì họ cũng đã tính tiền vào giá cây giống hết rồi, cho nên là bà con cũng không cần phải quan tâm tới vấn đề này. Khi mua về, bà con có thể để cây giống vào chỗ mát, có dàn lưới lan phía trên, tưới nước khoảng 1 tuần lễ để cho cây ổn định bộ rễ. Sau đó thì bà con có thể đem trồng ngay, hoặc là nếu chưa có chuẩn bị đất tốt nữa thì bà con có thể mua cái túi bầu và sơ dừa, bà con bầu cây lại chăm sóc tới khi nào mà cây nó tốt và việc chuẩn bị đất của bà con hoàn tất
thì bà con có thể đem ra trồng. Tuy nhiên thì theo kinh nghiệm của chúng tôi thì bà con nên mua cây giống về ngay sau một tuần thì bà con nên trồng liền chứ không nên để lâu. Hy vọng là qua video này sẽ giúp cho bà con có thêm một kinh nghiệm tham khảo để chọn cây giống chanh không hạt phù hợp với vườn cây của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.